Thì hôm nay mình sẽ khoe với quý anh chị em về cái cây sim rừng cũng như là trả lời cho quý anh chị em về những cái thắc mắc cây sim rừng sẽ ra hoa bao nhiêu thời gian. Và đây, cái thực tế là như thế này. Cây sim rừng đang ra hoa đây. Nhưng hoa của nó ra thì một thời gian rất dài để cái nụ từ ni ti để bắt đầu nở ra. Đây, như trong các cái đầu búp đây quý anh chị em có thể nhìn thấy đúng không? Đây cái nụ đang ra này. Nhưng phải cỡ khoảng một tháng nữa thì cái nụ này nó mới chuyển từ màu xanh để sang màu đỏ. Chính khi đến nụ đổ đủ cái độ chín rồi thì lúc đấy nó mới bắt đầu gọi là bung nở hoa. Lúc đấy mới bung nở hoa. Đấy. Đây. Rất là nhiều luôn. Nên quý anh chị em của chúng ta mà đang lựa chọn những cây cây sim rừng thì chắc hẳn nhà vườn của chúng tôi là một trong những nơi chuyên bán sỉ bán lẻ trong mọi vùng miền của Tổ quốc. Cho nên anh chị em của chúng ta gọi điện ngay vào số điện thoại 081 997 2997 và số điện thoại đã được để trong video này để chúng tôi quay chọn cây cho quý anh chị em. Và không chỉ có một cái cây đó ra hoa nụ và rất nhiều cây cũng đang ra nụ, ví dụ đây. Cây này đang ra nụ đây, đó. Rất nhiều nụ luôn. Rất nhiều nụ luôn. Đa nụ. Và mỗi một cái cây như thế này sẽ trả lời cho quý anh chị em nếu mang về trồng nở hoa sai trái. Thì cây này nó có không phải là một hai nụ quả đâu mà rất là nhiều, rất nhiều và rất nhiều luôn đấy. Quả thì ăn được rất nhiều luôn. Đây nhà vườn của chúng tôi rất là nhiều nhé. Đây ví dụ một cái cây ở đây nữa, đây cây này cũng tương đối rất nhiều nụ luôn, rất nhiều và rất nhiều. Khi tới mùa thì anh chị em đừng hỏi cái cây sim là có nụ hay không, mà tới nụ mùa và cây nó đủ độ thì cây nào cũng ra hoa luôn, quan trọng ra ít hay ra nhiều thôi. Đây đấy, mang về trồng cảnh thì quá đẹp luôn. Đấy. Nên anh chị em của chúng ta cứ gọi, cân nhắc và gọi điện ngay vào số điện thoại trong video này nhá. Đây. Rất nhiều luôn. Rất nhiều luôn nhá anh chị em nhá. Đó. Đây, ra rất nhiều nụ hoa này, đó. Đó. Mà những cây này thì anh chị em của chúng ta nên trồng theo cặp. Nhà vườn của chúng tôi bán sỉ bán lẻ. Một cây, hai cây rồng đều bán hết nhá. Nên anh chị em có thể lấy sỉ và lấy lẻ hoặc lấy cặp. Đấy. Hoàn toàn là hợp lý cho quý anh chị em của chúng ta lựa chọn nha. Đấy. Đó. Và đặc biệt thì cây này chúng tôi đã được trồng vào trong chậu rồi cho nên là hoàn toàn nó sẽ rất là đảm bảo khi mà vận chuyển. Đấy, cây nào nó cũng ra nụ luôn. Rất nhiều nụ luôn nha anh chị em nhé. Đây. Rất nhiều nụ luôn nên quý anh chị em của chúng ta cứ tha hồ mà lựa chọn khi mà chỉ cần inbox hoặc gọi điện trực tiếp cho nhà vườn của chúng tôi để chúng tôi sẽ chọn cây cho quý anh chị em nhé. Đó, rất nhiều mà.